À, dạ mà xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 16 tháng 6 năm 2024 nha. Giờ đó thì nên mình tiếp tục về để một số mặt hàng lan rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì mình đã chia ra từng hình và đánh số đối tượng. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó giúp em nha. Giờ đó thì em xin điểm sơ mặt hàng có ngày hôm nay. Thứ nhất là em về có lan kiều cam nha mọi người. Đấy, một loại lan kiều cho rất đẹp nha mọi người. Hôm nay có một cái gì siêu đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Rồi các có một cái gì mà lá mít cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy, rồi các hình kiều này. Đấy. Rồi có hai phần lan kiều tím nha mọi người. Đấy, kiều tím Tây Nguyên. Đấy. Rồi tiếp theo là lan đuôi trầu rừng nha mọi người. Đấy, có các nguyên bản và hàng rời nha mọi người. Đấy. Rồi em có lan địa lan tím nha mọi người. Đấy, một dòng lan cho hoa rất đẹp. Hoa này nở quanh năm luôn nha mọi người. Nói chung là địa lan nở bốn mùa luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là lan hoàng thảo bằng cam nha mọi người. Đấy, lan này cũng hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi lan gấm Thượng Hải nha mọi người. Đây một phần lan nguyên bản gấm Thượng Hải. Các ba phần lan vảy rồng nha mọi người. Đấy. Rồi lan quế trắng tháng 8 với lại quế tháng 4 nha mọi người, hương tam bảo sắc. Rồi các hình lan hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Đây có các hình nguyên bản này, rồi các hình dễ lớn này, dễ nè và hàng giống nha mọi người. Một cái cây nguyên bản đại bạch hạc rất là đẹp nha mọi người. Đấy, 17 tháng 4. Rồi các hình lan kim điệp xuân nha mọi người. Rồi cũng bao các loại hoàng thảo tam bảo sắc này, vani, rồi hoàng thảo vàng cam. Rồi hai phần hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Một phần lan hoàng thảo tập hoa này, cây đăng hoa luôn. Đấy. Rồi combo này. Đấy. Rồi combo lồng sậu nha mọi người. Rồi thì hàng về lúc nào thì em bán lúc đó nha mọi người. Thì có ít bán ít, có nhiều bán nhiều, có gì bán nấy nha mọi người. Tí nữa em sẽ quay cụ thể từng kênh một thì mọi người xem được hình nào thì cháu anh đã giúp em nha. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Giờ là bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Giờ là thống nhất với ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng và thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Giờ rồi, ngoài chia sẻ các mặt hàng lan rừng thì bên kênh em còn chia sẻ thêm sản phẩm trà giấy rừng nha mọi người. Thì đợt thu hoạch thứ hai của cái năm này thì như ba mẹ nói thì chắc cũng qua rằm nha mọi người. Nay qua rằm thì em sẽ có sản phẩm thì ba mẹ gửi vào, em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị về dùng nha mọi người. Hết mọi người mua lan lên kênh để thì sử dụng sản phẩm thì mọi người em sẽ tặng cho cô chú anh chị về dùng. Nó còn trường hợp cô chú anh chị mua rồi thì mọi người tiếp tục mua về dùng nha. Rồi thì về cái trà giấy rừng thì nó có tác dụng hỗ trợ điều trị dạ dày, nhiều vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại nha mọi người. Thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Thì nó có nhiều tác dụng lắm, thì qua quá trình sử dụng của chú anh chị phản hồi là rất là tích cực về nhiều cái hiệu quả nha mọi người. Đấy, ăn ngon ngủ ngon đấy. Rồi nhiều cái nữa nha mọi người. Ngoài tác dụng kể trên thì em xin chia sẻ với chú anh chị một cái tài liệu nghiên cứu y học về công trình nghiên cứu tác dụng của polyphenol trong cây trà dây nha mọi người, trên một số chỉ số lipid máu và mô bệnh học của sơ vữa động mạch và thảo ống cholesterol nha mọi người. Rồi thì mọi người quan tâm về cụm từ cholesterol và lipid máu thì cái này nó liên quan đến mỡ trong máu nha mọi người. Bệnh máu nhiễm mỡ á, thì máu ở trong mỡ nó có các chỉ số thì từ thấp đến cao. Nếu cái lượng mỡ mà nó nhiều đấy, thì nó ảnh hưởng đến quá trình lưu thông hoạt huyết máu trong các động mạch máu nha mọi người. Thì trường hợp mà mỡ nó nhiều thì nó gây tắc nghẽn này, gây sơ vữa và gây vỡ động mạch nha mọi người. Thì một trường hợp mà máu không lên một số vùng cần thiết đó, thì nó sẽ gây bệnh đột quỵ nha mọi người. Đấy. Rồi cái bệnh này nó rất là âm thầm và trong từ hiện đại bây giờ thì nó rất là dễ mắc. Đấy. Thì các cái chỉ số này chỉ số đây mọi người thông qua xét nghiệm máu nha mọi người. Đấy, thì mọi người sẽ phát hiện ra nó có các chỉ số như thế. Rồi thì cái tài liệu này do các tác giả đang nghiên cứu, trong đó có bác Phạm Thanh Kỳ, giáo sư tiến sĩ nghiên cứu công trình này. Và tài liệu ngày này đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Khoa học và Công nghệ Quốc gia, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nha mọi người. Thì bác có cái kỳ ai cũng sẽ tham gia tham khảo cái tài liệu này được đấy. Thì trong quá trình tìm hiểu về cây chay rừng thì em sưu tầm được cái tài liệu này đấy, em sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị để mọi người có một cái tài liệu dắt túi nha mọi người. Đấy, về cái như mình là một cái cẩm nang sức khỏe thì mọi người biết sớm thì nó sẽ ấy sớm nha mọi người. Rồi rất là tốt ha. Từ đầu đến cuối luôn đấy, thì này là tài liệu này gồm có 8 trang một mặt nha mọi người, file PDF.
Em để cái đường link tải tài liệu ở như mọi khi ở phần bình luận nhận xét của video này nè, để mọi người tải về máy tính này, rồi tải về điện thoại hoặc in ra các bản như thế này. Là trường hợp của chú anh chị mà lớn tuổi thì nhờ con hoặc cháu mình in ra để đọc và tham khảo tài liệu này. Đấy. Rồi thì nhìn như thế này thôi nhưng mà rất là quý giá nha mọi người. Đấy, thì nhiều lúc có nhiều cái này khi mình nó ấy như thế này nhưng mà mình không ấy thì nó không ấy, nhìn cái đơn giản thế thôi. Đấy, nhưng mà thật sự rất là quý giá đấy. Rồi thì thời gian tới em sẽ chia sẻ cụ thể về cây dễ rừng và một số tài liệu liên quan như thế này nha mọi người. Đấy. Rồi mọi người theo dõi các mặt hàng lan rừng, em có thể chia sẻ thêm sản phẩm cây dễ rừng kênh. Em người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Như mọi khi thì em sẽ giới thiệu trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi đầu tiên là em có một cái cây cái gì kiều cam rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi cái lá thân lá của nó này, đấy, xếp tầng rất đẹp này. Đó, quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy, nguyên dì. Đó, nó đi nó xếp từ dưới lên trên nè, đây một cái nguyên dì rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, cái dòng kiều này thì nó có rất là nhiều mặt hoa nha mọi người. Đấy. Rồi, kiều cam thì cánh trắng hồng cam, đấy, nó rất là nhiều mặt hoa luôn. Đấy. Đấy, nó cũng cố định được cái nặng mọi người. Các cái dòng này hàng bốc rừng mọi người về ghép thì nó ra rẻ nha mọi người. Đó, là kiều cam nha mọi người. Đấy, mặt hoa tham khảo. Rồi một cây rất là to nguyên về nha mọi người. Đấy thì nó có xếp hai loại, thứ nhất là các cái thân này này xếp thẳng đứng tầng trên lên và thứ hai là một cái dưới này nữa này. Đấy. Rồi em cầm lên cho mọi người xem. Rồi một cái về rất là to nha mọi người. Đấy, quá đẹp luôn này. Đấy, thân lá quá đẹp đứng ở dưới này. Đó. Rồi một nguyên về lớn nha mọi người. Đấy, nguyên về lớn quá đẹp. Đó. Nó có hai loại xếp luôn, xếp trên nè, xếp tầng trên nè, và tầng dưới cũng có luôn. Đấy, nguyên trên một dề luôn nha mọi người. Đấy, quá đẹp, em sẽ chê vào được nha mọi người. Đấy, nguyên dề. Đấy, rất là chắc luôn. Đấy, ngồi tự nhiên nó mọc như thế nha mọi người. Đấy, đặc biệt cái dòng này dòng lá gân nha mọi người. Này, nó lá gân này. Ở đây này nó như nó có một cái kẽ này. Đó. Thường những cái lá gân kiều như thế này thường nó hay cho lá kẽ nha mọi người. Này. Một cái kẽ mờ này, đấy mọi người có thể thấy luôn này, đó, rồi đó là cái dề kiều quá đẹp rồi nha mọi người, đấy lá đẹp, lá tròn đẹp nha mọi người, đấy mình thể chém làm được luôn, đó, này lá xếp tầng này, lá tròn này, đấy, là nguyên dề, thân nó thân tím nha mọi người, tím tròn luôn này, đấy, tới giờ tới những cái như thế này thì tới mùa hoa nó sẽ cho hoa rất là rực rỡ nha mọi người. À, nhiều cái thì nó ra hoa đồng loạt á, rồi các cây con nó lên nữa, đấy. Cây con nứt lên nữa này, cây nguyên dề nha mọi người, lâu lâu có một cái dề rất đẹp như thế này, đấy, hình số 1 kiều cam nha mọi người, em cứ ghi là kiều cam 307 cho cái dề đẹp này nha mọi người, quá đẹp luôn, mọi người về sưu tầm hình số 1 nha, đấy. Tổng thể của nó luôn, rồi quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo là đến hình số 2. Hình số 2 là một cái cây nguyên bản nha mọi người. Đấy một cây nguyên bản lá cũng khá là vĩ đại luôn. Đây quá đẹp nè. Đây là lớn nha mọi người. Đó, này như là mít luôn. Đặc biệt là nó xếp như cái quạt á, xích nhau mà nó kiểu lá nó rất đẹp nha mọi người. Đây lá lên gần luôn. Đây bản lá này rất là lớn nha mọi người. Nè. Đó. Rất đẹp nha mọi người. Mình thấy lá thì quá tuyệt vời luôn rồi. Đó. Rồi cây này ngoài tự nhiên này nó bám vào trong cái nguyên bản nhỏ như thế này nha mọi người. Đó, quá đẹp. Hai người về lấy giống cây to, đấy, lá xếp quạt mà nó xích nhau đẹp á. Quá đẹp luôn. Hai người về chăm, đấy, nó giống. Rồi hình số 2, hình này hình 107 cho cái về nguyên bản đẹp này nha mọi người. Đấy. Hình số 2. Rồi tiếp theo là đến hình số 3. Hình số 3 là hình 100 cho 2 về. Rồi đây về đầu tiên này, đó. Cũng có 1 2 3 thân tơ và thân này đang lên nha mọi người. Rồi cái thân này thân vuông này nó giống như kiều mỡ gà hơn nha mọi người. Này thân vuông xanh này, đấy, nó ít giống cái kiều cam thì thân nó tròn nha mọi người. Đấy. Không biết cái mầm này nó mầm con, đấy, mầm con nha mọi người. Về trồng nó mọc lên nha. Rồi tiếp theo cái dì số 2 này, đó, nguyên một cái dì lớn nha mọi người. Dì này cũng rất là đẹp, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này,
Đó, loại 1 2 3 4 5 6 lá nha mọi người. Đó, lá đẹp nha mọi người, kiểu lá đẹp này. Đó. Lá lên gần luôn nha mọi người, lá lên gần đẹp luôn. Đó. Rồi hai về nha mọi người, hai về 100 này quá đẹp. Đó, các lá này. Rồi, tiếp theo là đến hình số 3 nha mọi người, hình số 3. Hình số 4, 100.000 cho ba về luôn. Rồi, đầu tiên đây một cái dề kiều vung nha mọi người, kiều vung này, đó cái con này. À, tiếp theo đánh nhá, dề số 2 này, đó. Đó, cây lá lên gần luôn nha mọi người. Tiếp theo dề số 3, dề đẹp nha mọi người. Đó, đẹp luôn. Đó, thân lá 1 2 3 4 5 6 lá nha mọi người. Lá rất đẹp. Đó. Rồi, thân tím luôn nha mọi người, kiều thân tím này. Đó, tím vung. Đó, đẹp. Rồi, ba dề kiều hình này 100 nha mọi người, cho mọi người về sưu tầm. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có hai cái phần lan kiều tím nha mọi người. Đây. Lan kiều tím này, cho mọi người về sưu tầm. Đây, hòm rất đẹp nha mọi người, lan kiều tím. Rồi, hình số 5 nha mọi người, đây hình là hình 120, cái nguyên cái dề đẹp này, đây nguyên dề nó luôn. Đó, quá đẹp. Này thì lên chậu thì quá tuyệt vời rồi nha mọi người. Lá của nó đây. Đó. Thìa luôn, 1 2 3 4 5 và một thân tơ đang lên nha mọi người. Hôm nay lên chậu tuyệt vời mặt trời luôn nha mọi người. Đấy, 120. Quá đẹp luôn. Đấy, kiểu tím lá dày này. Đó. Lá dày đẹp. Hình số 5 120 cho cái về kiểu tím rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo kiểu tím hình số 6 này, hình này hình 100 cho hai về. Rồi đây về đầu tiên này. Đây về này cũng có 1 2 3 4 thân tơ nè. Rồi về số 2 hiện nay cũng có 1 2 3 4 thân tơ luôn. Đấy, 4 thân tơ kiều tím nha mọi người. Rồi hai dây kiều tím hình số 6 100 cho mọi người về sưu tầm. Nay em có hai phần thôi. Đấy, này cũng ít hàng nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có lan đua chầu nha mọi người. Mùa này thì cây cũng đang hoa luôn nè. Đấy, chầu hoa cũng rất đẹp nha mọi người. Đấy. Đó, lan đua chầu nha mọi người. Em ra vòi hoa như thế này. Đó, quá đẹp luôn. Đấy, lan chầu nha mọi người. Mùa này mùa hoa của lan đua chầu. Rồi em có cây nguyên bản nha mọi người, số 7. 150 cho hai nguyên bản. Rồi đây cây nguyên bản đầu tiên này. Đó, đó thì ngồi tự nhiên nó mọc như vậy nha mọi người. Đấy, và hoa trước đấy chai này. Rồi tiếp theo những cây nguyên bản số 2. Đấy, một cây lớn và hai ngọn nhỏ trên này nha mọi người. Đấy, cây nguyên bản nó như thế. Đấy. Rồi hai cây nguyên bản hình số 7 nhưng mà 152 nguyên bản. Nên mọi người bạn cần phải ghép này để nó có nguyên bản sẵn rồi. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 8, hình 100.000 cho 4 cây. Em người về sưu tầm. Rồi đây cây đầu tiên này, đấy cây đang hoa và hoa rất là dài nhưng mà. Đấy. Rồi tiếp theo đến cây số 2 này. Tiếp theo đến cây số 3 này. Rồi tiếp theo là những cây số 4 này, đó, 4 cây chầu 100 cho mọi người về sưu tầm nhé, đây hình số 8. Tiếp theo là điển hình số 9, 100.000 cho 4 cây luôn. Đây cây đầu tiên này, đấy, cây đang hoa nha mọi người, và hoa, hoa kiểu này rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo đánh cây số 2 này, đấy, cây này cũng đang hoa luôn. Đó. Rồi tiếp theo đánh cây số 3 này, rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó. Rồi cái này thì mọi người về ghép tranh lũa cũng được, đấy, nhưng mà tự nhiên nó mọc như thế này nhưng mà đấy, ép lũa cũng được, trong trồng chậu thang cũng được nhưng mà số 9 dòng này dòng rễ gió đấy, rễ gió này nha, người ghép lũa cũng được, chậu cũng được. Đấy. Rồi tiếp theo lấy hình số 10, 100.000 cho 4 cây. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đó, tiếp theo đến cây số 2 này đang hoa luôn này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đấy, rồi tiếp theo là cây số 4 này. Rồi 4 cây đuôi chầu hình số 10, 100. Tiếp theo là đến hình 11, 100.000 cho 11 cây. Đây một cái hàng giống nha mọi người. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. Cái này cây đôi nha mọi người. Đấy 11 nè. À, 11 cây 12 ngọn nha mọi người. Hình 11 100 cho mọi người về sưu tầm. Lan đua chầu nha mọi người. Loại lan rừng thơm đẹp. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có
về các phần địa lan tím nhé mọi người, hoa của nó đây. Đấy, dòng là địa lan này thì có thể gọi như là địa lan bốn mùa luôn, nên tại vì nở ngày nào nó cũng có hoa để ngắm nhé mọi người, ngày thường thì cũng như ngày Tết luôn, lúc nào cũng có hoa ngắm luôn. Này mọi người trồng trước nhà thì nó rất đẹp rồi, đấy, màu hoa nó rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi nó nở dần dần dần, nó ra một cây vòi hoa thì nó nở lần nó lần lên trên ngọn như vậy, em có đẹp đấy, hoa cánh hoa bầu đẹp này đấy. Rồi nó là lan thì lan tím như vậy đấy. Rồi hình số 12 thì lan tím 100.000 cho 5 bụi lớn như vậy đấy. Ở đây bụi đầu tiên này, tiếp theo đến bụi số 2 này. Đây cây này cây đang nụ nhưng mà đây, cái nụ hoa của nó này đó. Đây đây bắt đầu nó bung hoa này nhưng mà đấy. Rồi cây đang nụ này đấy. Người về trồng nó lên đấy, nụ của nó chỉ thiên lên nhưng mà đấy. Xong rồi đầu tới đấy, là nó bung hoa rồi bắt đầu nở lần lần lên đấy. Này cây con lên nè, dòng này rẻ rất là khỏe nhưng mà 3 này 4 nè 5 này, nó này cũng rất là dễ trồng nha mọi người. Đấy, địa lan thì mọi người về thiết kế một cái chậu trồng mà mọi người bỏ miếng xốp dưới đáy á, mọi người về cắm các cây lan này kia xong là mình cố định trên sắc mặt của nó là được nha mọi người. Đấy, khi nào nó rễ năng ra là mình rút các cây nó đi. Đấy. Đấy miếng xốp ở dưới đáy chậu ạ. À. Vừa làm giá thể luôn, vừa cắm để cắm cái cây xuống cho nó chắc, mọi người tưới khỏi lung lay. Đấy, cái này nó cũng dễ sống lắm đấy. Đấy ra rễ này kia nó háo rất là háo rễ nhưng mà nhanh là bám vào chậu nhiều. Đấy, 12 100 nhưng mà cho 5 bụi. Rồi tiếp theo đến 13 này, 100.000 cho 6 bụi nhưng mà. Đây bụi đầu tiên này, đấy, này là các bò hoa của nó này. Đấy, cây rất cứng nhưng mà. Đấy, trồng lên chậu rất đẹp rồi, cái 1 này. Đấy, cái số 2 này. Đấy, số 3 này. Cái số 4 này. Đấy, bò hoa nó to nha. Cái số 5 này, cái số 6 này, đây phần này 6 bụi là địa lan tím như vậy. Rồi hình số 13, 100 cho mọi người về sưu tầm nha, đây, hình số 13. Tiếp theo là đến hình 14, 100.000, 8 bụi như vậy, này cũng có 2 phần, đây, một phần 8 bụi như thế này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 8 bụi. Cái này 8 bụi luôn. 1 này, 2 này. 3 4 này, 5 6 này, 7 này, 8 này, đó. 8 bụi như thế nhưng mà. Đấy. Và cây rất là khỏe đó. Dòng này trồng đấy. Nó tuyệt vời luôn. Ra một phần giống nhưng mà. Đấy. Giống 15 này, 118 bụi nhỏ nhưng mà. Đấy, không có các cái bụi như thế này. Đấy, này bụi đẻ này kia em bỏ 18 cái bụi như thế này nha mọi người. Đó. Cây to này đó. 18 cái bụng như thế đấy, mọi người về làm giống như vậy. Cây nó lớn rồi đấy, này mua phần này thì được nhiều về nha mọi người. Đấy, mọi người về cứ cắm hết xuống này đó, trồng rất là dễ thôi nha mọi người. Đấy, sát mặt đất này, dưới đáy chậu mọi người bỏ một miếng xốp này kia là để cắm các cây cố định cái này lại là ok nha mọi người. Đấy, rồi vậy thôi. Hình 15 nha mọi người, 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Rồi tiếp theo là đến hình 16 nha mọi người. Lan hoa thảo vàng cam nha mọi người, 100.000 cho 30 bản. Đấy, hoa của nó đấy, ra hoa và có trái như thế nha mọi người. Này hoa nó này. Đây. Đó, hoa nó này, đấy, màu vàng cam cam nha mọi người. Đấy, nó bung ra này nó chưa bung nha mọi người. Bung ra rất là đẹp. Đấy. Đó, nó có cái nụ như thế nha mọi người. Đấy. Rồi hình 16 100.000 cho 30 bản nha mọi người. Ở đây phiên bản đầu tiên nè. Cây như thế. Cái dòng này nó chỉ đơn chiếc như thế vậy thôi chứ nó không có gì lớn nha mọi người. Rồi tiếp theo đến phiên bản số 2 nè. Đó cây đang này. Mình có nụ. Rồi tiếp theo này cây phiên bản số 3 nè. Đấy, rồi tự nhiên nó mọc như thế thôi. Đấy, từng cụm nhỏ như vậy. Ra hoa như vậy nha mọi người. Ra hoa trên những cái thân già đã rụng lá nha mọi người. Rồi ba nguyên bản hoàn thảo bằng cam nha mọi người. Đấy, hình này hình 100. Hay một số anh em chơi lan này kia nói cái lan này lan nó chơi vô lan tiền tỷ mà bán như thế này. Rồi hình số 17 nha mọi người, 100.000 cho 40 bản.
Rồi, đây cây ngũ quả đầu tiên này, nó ra hoa có trái như thế này, đó, nó bung rồi này, trái nó bung rồi. Rồi tiếp theo là bạn số 2 này, đó ra hoa trên những thân già rụng lá như thế này nha mọi người. Tiếp theo là bạn số 3 này, đó, thân như thế này ra hoa đang hoa nha mọi người, thân già rụng lá như thế này, đó, sẽ cho hoa. Này, đó. Rồi tiếp theo là bạn số 4 nha mọi người, về sưu tâm. Rồi 4 nguyên bản nha mọi người, 4 nguyên bản 100, đang còn thở bằng cam nha mọi người. Tiếp theo là đánh hình 18 nha mọi người, 100 ngàn cho 4 nguyên bản luôn. Ở đây nguyên bản đầu tiên nè, này là nó lên trên cây nè, rồi xong nó lên hoa nè, khá là hay nha mọi người. Một mắt của nó gồm rất là nhiều bông nha mọi người. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 nè, đó lên hoa chi chít luôn nè. Rồi tiếp theo nguyên bản số 3 nè, rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 nè, đó 4 nguyên bản bắt hoàn thảo vàng cam nha mọi người. Hai bán người về sưu tầm giật 18 100. Tiếp theo hình 19 100 nghìn cho 25 về. Đây là các hàng rời và các cây nguyên bản nhỏ nha mày. Đó, năm người về ghép lại. Đấy, thật ra những cái gì này là bóc từ những cái nguyên bản như thế này nha mày. Nên năm người về chỉ việc ghép lại thôi. Đấy. Dòng này nó như thế thôi nha mày. Đấy, nó cũng đang nụ hết trơn nè. Đấy. Nè, nụ nó nè. Đó. Đấy. Như vậy là nha mọi người, cây hàng rời. Đấy, có cái gì lớn nữa nè. 25 cái dề như thế nha mọi người, mọi người về ghép lại. Đấy, ký lại thôi. Này nó như thế thôi chứ nó không có gì lớn nha mọi người. Hình 19 nha mọi người, 100, mọi người về sưu tầm. Rồi, tiếp theo đánh hình 20 đang cắm Thượng Hải nha mọi người. Đó, hoa nó đây. Hai cây cũng đang hoa này, trong nó bung hoa rất đẹp nha mọi người. Rồi hình 20, 100.000 cho 4 nguyên bản 6 ngọn nha mọi người. Ở đây cây nguyên bản đầu tiên này, đó là hoa như thế nha mọi người. Rồi tiếp theo những cây nguyên bản số 2 này, đấy, cũng đang hoa như vậy nha mọi người. Rồi nguyên bản số 3 này, đấy, nguyên bản số 3 này được 1, 2, 3 ngọn này. Đấy. Rồi bạn số 4 này. Đó. Rồi 4 nguyên bản gắm Thượng Hải nha mọi người. Hình là hình 100.000 cho người về sưu tầm. Hình 20. Và rồi tiếp theo là đến hình số 21 lan vảy rồng nha mọi người. Đây vảy rồng nè. Hoa nó đây. Đây hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người. Mọi người về trồng tới mùa ra hoa là cái cây hoa của nó ra được nhiều bông, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Đó, lan vảy rồng. Rồi hình số 21 100.000 cho 8 dề nha mọi người. Đấy. Có các dề như thế này. Đấy, mọi người về ghép lại thôi. Đấy. Làm vảy rồng nha mọi người. Rồi, theo dề số 2 này. Dề số 3 này. Đấy, dề số 4 này, dề đẹp nha mọi người. Đấy. Đó, 4 dề này. Dề số 5 này. Đấy. Dề số 6 này. Con này đấy. Hoa bách hoa nha mọi người. Số 7 này. Số 8 này. Đấy, 8 dề vảy rồng nha mọi người. Đấy, mọi người về ghép lại. Đấy, như này một phần về ghép cũng được rỡ ra nha mọi người. Hình này mới 100. Tiếp theo là hình 22, 100 ngàn cho 8 dề luôn. Ở đây dề đầu tiên này, đấy, rất đẹp. Này đang nụ nha mọi người. Nè, nó lên cái nụ như thế này nè. Đó. Xong là bắt đầu là nở lên, nó nụ nè. Rồi, dề số 2 này. Rồi về số 3 nè, về số 4 nè, về số 5 nè, về số 6 nè, về số 7 nè, về số 8 nè. Đó, này nụ nó cũng mùa trước nè, lên cây nó dài nha mọi người. Rồi 8 về 7 rồng, hình số 22 100, mọi người về sưu tầm. Tiếp theo đánh hình 23, 100.000 cho 8 về luôn. Đây, dì đầu tiên này, theo dì số 2 này, dì số 3 này, dì số 4 này, dì số 5 này, dì số 6 này, dì số 7 này, theo dì số 8 này, 8 dì vẽ rồng nha mọi người. Đó, này lên nụ hoa này, trên này rất là nhiều hoa nha mọi người.
Rồi, 8 dây vải rồng hình số 23, 100, 10 về số tâm. Rồi tiếp theo, hình 24, đang với trắng tháng 8, đang với tháng 8 nè. Đã về tháng 8 nha mọi người. Và đang dán hương tâm màu sắc với tháng 4 nha mọi người. Em người về ghép lần này nó sẽ bớt mát thôi. Đấy. Rồi, hai loại lan nha mọi người. Hình số 24, 100, phần hai loại lan. Thứ nhất là quế trắng tháng 8 nè. Cái dòng quế này là nó nở hoa màu, có thêm màu hồng nữa nha mọi người. Đây là những sắc tố của nó nè. Đó là nở thêm hoa cúng màu hồng nữa, khá là hay. Về số 2 nè, xếp nha mọi người. Mọi người trồng rất lớn hết nè. Cây số 3 nè. Cây số 4 nè. Cây số 5 nè. Cây số 6 nè. Cây số 7 nè. Đó, 7 cây quế tháng 8 nha mọi người. Còn lại là quế tháng 4 này, quế tháng 4 thì đang hoa nha mọi người. Cây số đầu tiên này, cây số 2 này, cây số 3 này đang hoa này, cây số 4 này, cây số 5, 5 cây quế tháng 4 đấy, và 7 cây quế tháng 8 nha mọi người. Cái này có điểm hồng nha mọi người. Hình 24, hai loại là quế 100, mọi người về sưu tâm đấy. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có lan hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Hoàng thảo bạch đỏ hoa nó cũng đa dạng mặt hoa, cánh cam bằng bạch đỏ này, cánh trắng bằng bạch vàng này, cánh trắng bằng bạch đỏ này. Đó, nó có nhiều cái mặt hoa lắm nha mọi người. Khi nó nở hoa ra thì mọi người dòng hoa này rất là bền hoa nha mọi người. Đó. Mùa này thì bạch đỏ cũng đang có nụ luôn. Đó, đây nè, cây cũng đang nụ hết nha mọi người. Đó, nụ nè, đây. Rồi, như một mắt của nó lên nó nhiều nụ nha mọi người. Lên trên ngọn nè. Cái dòng này nó nở từ dưới lên trên nha mọi người. Những cái năm trước đây nó nở, năm này nó nở đây nữa nè. Đó, đây cũng đang có nụ nè. Đây. Nó nở từ dưới nè, nó đối diện nha mọi người. Đây, lá bên này thì nó nở bên này. Đó, trên ngọn nè. Rồi, hình số 25 nha mọi người, 100 nghìn cho cây nguyên bản lớn. Đấy, cây này nguyên bản của nó luôn, đang người về chỉ việc đặt chậu thôi, không cần phải ghép nữa. Đó, đó nguyên bản này, quá đẹp nha mọi người. Đấy, nguyên bản bự luôn. Đấy. Rồi, cây nguyên bản đang nụ nha mọi người. Đấy, hình này hình 100, dòng người về sưu tầm, đây bị có hoa chơi luôn. Rồi, tiếp theo, đến hình 26, 100 nghìn cho hai nguyên bản nha mọi người. Rồi, đây là nguyên bản đầu tiên nè. Cây nguyên bản đầu tiên nha mọi người, em rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến cây nguyên bản lớn số 2 này. Đó, thì cây này cũng đang có nụ hoa nha mọi người. Đó, đang nụ nè. Mọi người về thấy này, đang nụ hoa nè. Rồi hai nguyên bản nha mọi người, hai nguyên bản 100, mọi người về sưu tầm. Đấy, hình số 26 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 27. 100 nghìn cho 5 nguyên bản nha mọi người. Rồi, đây là cây nguyên bản đầu tiên này. Đó. Rồi, nguyên bản bắt đỏ đầu tiên nha mọi người về sưu tầm. Đó, tiếp theo. Nguyên bản số 2 này. Rồi, nguyên bản số 3 này. Đó. Rồi, nguyên bản số 4 này. Đó. Rồi, nguyên bản số 5 này. Đó. 5 nguyên bản hoàn thảo bạch đỏ nha mọi người. Hình này hình 100. Số 27 cho mọi người về sưu tầm. Rồi, tiếp theo là đến hình số 28. 100 nghìn cho 5 dây. Cái đây cây đang nụ nha mọi người. Cái này nụ nè. Đang nụ hết nha mọi người. Nụ chi tiết nè. Trên thân. Đó, các dây nụ nè. Cây đang nụ. Ở đây dây đầu tiên nè. Đó, cây đang nụ nha mọi người. Tiếp theo đến về số 2 nè. Đó, cây cũng đang nụ luôn nè. Tiếp theo đến về số 3 nè. Cái nào chưa ấy thì nó sẽ ra hoa nha mọi người. Về số 4 nè, cây cũng đang nụ luôn nè. Về số 5 nè. 5 về hoàng thảo bạch đỏ, 5 về lớn nha mọi người. Hình 100, số 28 nha mọi người. Em người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 29. 100 nghìn cho 8 dây cũng đang nụ luôn. Đây một số cái đang nụ này. Đó, đang nụ. Rồi, đây dây đầu tiên nè. Tiếp theo những dây số 2 nè. Đó, dây số 3 nè. Dây số 3 cũng đang nụ nè.
Hà Nội này. Đó. Về số 4 này. Đây cũng đang nổ luôn này. Đó. Về số 5 này. Đó. Về số 6 này. Đó. Cũng đang nổ này. Đó. Về số 7 này. Về số 8 này. Đó. Rồi, hình 29 đúng không? 100.000 cho 8 giây đang nổ. Về số 30, 100.000 cho 12 giây nha mọi người. Đó, cây nông đang mới nhú nụ hết đây nè. Rồi, đây về đầu tiên nè, cây đang nụ nha mọi người. Tiếp theo đánh về số 2 nè. Đó, tiếp theo đánh về số 3 nè. Về số 4 nè. Về số 5 nè. Về số 6 nè. Đó, đang nụ nè. Về số 7 nè. Về số 8 nè. Đang nụ nè. Về số 9 nè. Về số 10 nè. Đang cũng đang nụ luôn nè. Về số 11 nè. Về lớn nè. Số 12 nè. Cây cũng đang nụ luôn nè. Rồi 12 dây vạch đỏ hình số 30 100.000 mọi người về sưu tâm. Tiếp theo là đến hình 31 100.000 trên một phần, cùng có 26 cái dề như thế này nha mọi người. Mọi người về sưu tầm hay một số cái nó cũng đang có nụ hết nè. Rồi 1 nè. 2 nè. 3 nè, 4 nè. 5 nè. 6 nè, 7 nè. 8 nè, 9 nè. 10 nè. 11 nè, 12 nè. 13 nè, 14 nè. 15 nè, đang nổ nè. 16 nè, đang nổ nè. 17 nè. 8 nè. 9 nè. 20 nè. 21 nè. 22 nè. 23 nè. 24 nè. 25 nè, đang nổ nè. 26 nè, đang nổ nè. Đó. Rồi hình 31 nè, để 100.000 cho 25 về hàng giống. Đó. Rất là nhiều về nha mọi người. Rồi tiếp theo hôm nay có một cái hình lan đại bạch hạc nha mọi người. Nãy hoa của nó đây. Đó. Cái mặt đây nha mọi người, đây nguyên bản 17 thân tơ đang nụ nha mọi người, đã 100.000. Đây cây nguyên bản rất đẹp nha mọi người. Đấy, lâu lâu mới có một cái cây nguyên bản đại bạch hạc đẹp như thế này nha mọi người. Đấy, thằng này cũng đang nụ nè. Đó, đang có nụ đây. Đó, mùa này cũng mùa đại bạch hạc nha mọi người. Đấy. Hoa. Rồi nguyên bản rất đẹp nha mọi người. Đấy, mình che ra được nè. Rồi hình 32 100 cho mọi người về sưu tâm hình số 17. Rồi tiếp theo đánh hình lan kim điệp xuân nha mọi người. Đấy, hoa màu vàng rất đẹp nè. Hoa này thơm và bền hoa nha mọi người. Rồi hình 33 100.000 cho ba nguyên bản lớn. Rồi đây là cây nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Dòng kim điệp xuân nó lên cây con rất đẹp nha mọi người. Đấy, mùa này cây đang sinh trưởng phát triển này. Đấy, các mùa trước ra hoa này. Đấy, hoa còn này. Rồi tiếp theo những cây nguyên bản số 2 này. Đó, cây con đang lên nha mọi người. Đó, cây con đang phát triển này. Đấy. Rồi tiếp theo một nguyên bản rất là lớn này. Đó, cây con lên chi chít luôn nha mọi người. Đó, nguyên bản rồi, người bạn không cần phải nữa. Nó ra hoa có trái và nó bung mái này. Đó. Rồi hoa thơm bền nha mọi người. Đấy. Hình 33 100. Rồi tiếp theo đến hình 34 100.000 cho 12 dề, còn có các dề nguyên bản này, cây cũng đang lên cây con rất đẹp nha mọi người. Đây, dòng này lên cây con đẹp lắm. Rồi tiếp theo đến dề số 2 này. Rồi dề số 3 này, đó đang con này. Dề số 4 này, nguyên bản này. Rồi dề số 5 này. Rồi số 6 này. Số 7 nè, cái con đang lên nè. Số 8 nè. 9 nè. 10 nè. 11 nè. 12. Rồi phần kim điệp xuân hình số 12 nha mọi người. 100.000 cho mọi người về sưu tầm hình 34. Rồi tiếp theo đến hình 35. Combo 3 loại hoàng thảo nha mọi người. Thứ nhất là hoàng thảo tam bảo sắc, thứ hai hoàng thảo hương vani và hoàng thảo vàng cam nha mọi người. Đấy, hương vani này hoa rất thơm nha mọi người. Thơm mùi vani. Đấy, này
nhận ta bảo sắc, hoàng thảo ta bảo sắc này. Rồi đầu tiên là lan hoàng thảo tam bảo sắc, nhưng mà hai hoa này hoa ba màu rất đẹp này. Hoàng thảo tam bảo sắc đang rời, nhưng mà người về ghép lại đây cũng hoàng thảo tam bảo sắc này. Nó cây đang sinh trưởng phát triển. Đấy, khi nó đã trưởng thành thì nó dài như cây mẹ, nhưng mà nó cho hoa đây, hoa ba màu rất đẹp luôn. Tiếp theo lan số 3 hoàng thảo tam bảo sắc này. Này cây nguyên bản hoàng thảo tam bảo sắc này. Ở này hoàng thảo vàng cam nha mọi người. Ở đây cũng hoàng thảo vàng cam này. Rồi nguyên bản hoàng thảo vàng cam này. Nguyên bản hoàng thảo vàng cam này. Hoàng thảo vàng cam này. Rồi một cây lan hoàng thảo hương vani nha mọi người. Hoa cái thân của nó càng tím thì hoa nó càng đậm nha mọi người. Đấy, nguyên bản của nó luôn. Rồi ba loại lan hình số 35 nha mọi người. Đây 100.000 mọi người về sưu tầm. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay có hai cái phần lan hoàng thảo tam bảo sắc này, đây họ nó đây. Rồi khi nó trưởng thành thì nó sẽ mập như cái thân mẹ thế này nha mọi người, mà cho hoa, đấy, mập và dài như thế. Rồi hình số 36 nha mọi người, hoàng thảo tam bảo sắc 100.000 cho 40 nguyên bản. Rồi đây là cây nguyên bản đầu tiên này. Cây con đang lên như thế này nha mọi người, các cái thân mẹ mùa trước này rất là dài nha mọi người. Đấy. Đây mình cho hoa. Đây là các cái hoa của nó này. Khi nó trưởng thành thì nó sẽ mập lên nha mọi người. Đấy, tiếp theo cây nguyên bản số 2 này, nó đang phát triển nha mọi người. Hoa màu rất đẹp. Rồi, nguyên bản số 3 này, đấy, cũng đang phát triển này. Đấy. Dòng hoàng thảo tam bảo sắc thì nó thường nó đơn chiếc như thế này nha mọi người. Đấy. Khi những có những cái gì lớn. Đấy. Rồi 4 nguyên bản nha mọi người, hình 36-100 cho mọi người về sưu tầm. Đây là hoàng thảo tam bảo sắc. Tiếp theo là đến hình 37. 100.000 cho 5 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này. Rồi tiếp theo là đánh nguyên bản số 2 này. Đang phát triển nhưng mà. Rồi tiếp theo đánh nguyên bản số 3 này. Đấy, thân tờ nó đang phát triển này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đấy, đang phát triển luôn này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5, một cái bản lớn. Đấy, đang lấy mầm tơ nha mọi người, 700. Đấy. Cái thân mẹ của nó lớn mập này đó. Rồi cái dòng này thì nó như thế nha mọi người. Hoàng thảo tam bảo sắc hình 37-100 nhưng mà về sưu tầm. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có một cái phần lan hoàng thảo thập hoa nha mọi người. Đấy thì cây của nó đang hoa luôn rồi. Đấy, cái dòng này cũng khá là hay nha mọi người. Đấy, hoa nó này, cánh hoa nó chấm 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 rất là độc đáo nha mọi người. Một mắt của nó thì nó lồng nó nhiều bông nha mọi người. Hình 38 này, 100.000 một phần. Mình có các dạng thế này. Đấy, ra hoa và lên cây con nha mọi người. Đó. Thì nó ra hoa để cái thân rụng lá hoặc có lá nó vẫn ra hoa nha mọi người. Đây này. Đó. Như này nó còn lá nó vẫn ra hoa này. Đó. Rồi tiếp theo về số 2 này. Đó. Rồi về số 3 này. Đó. Về số 4 này. Đây đang hoa luôn này. Đấy. Rồi tiếp theo về số 5 này. Rồi tiếp theo về số 6 này. Đó, về số 7 này. Rồi về số 8 này. Rồi về lớn nhưng mà. Đó, rồi về số 9 này. Rồi về số 10 này. Đấy, về lớn này. Đây cũng đang có hoa luôn này. Đó. Rồi 10 về hoàn tất. Thập hoa hình 38 nhé mọi người, 100.000 cho một phần cho mọi người về sưu tầm. Rồi tiếp theo lấy hình 39, 100.000 cho combo 4 nguyên bản nhé mọi người. Thứ nhất là lan gấm thượng hải nhé mọi người. Đây gấm thượng hải đây, cái nguyên bản của nó này. Đó, nguyên bản nó xếp đây đang nụ luôn nhé mọi người. Em người về có thể chơi hoa được. Rồi tiếp theo là lan kim điệp xuân nè. Đây nguyên bản của nó đây. Đó, lên hai mầm tơ cũng rất là khỏe nha mọi người. Tiếp theo là lan bảy rồng nè. Đây cây nguyên bản bảy rồng của nó này, và hoa rất dài nha mọi người. Tiếp theo lan hoàng thảo hắc mau, cây nguyên bản hoàng thảo hắc mau đây. Bốn nguyên bản nha mọi người, bốn loại lan.
người về sưu tầm. Đây là hình 100 nha mọi người, hình 39. Rồi tiếp theo là hình số 40. Không bao đồng sổ nha mọi người. Hình này hình cũng có lan kiếm xích ngọc này. Đấy, đo vào hoa như thế này nha mọi người. Đấy. Rồi lan kiếm xích ngọc luôn này. Đấy, hai bộ kiếm xích ngọc này. Rồi lan hoàng thảo hắc mao nha mọi người. Đấy. Hắc mao này. Đấy, hoàng nó đẹp nha mọi người. Ở đây cũng hoàn thảo hắc mao luôn nè. Đây cũng hoàn thảo hắc mao nè. Tiếp theo lan hoàn thảo thập hoa nè. Đây hoàn thảo thập hoa nè. Đây hoàn thảo thập hoa nè, hoàn thảo thập hoa nè. Đây hoàn thảo thập hoa luôn. Đó. Rồi hương vani nè. Đó. Lan rau mực nè. Lan rau mực nè. Lan lan nhung nè, và một về lan hoàng thảo hương vani rất lớn nha mọi người. Cây con nó đang đang lên nè, cây mẹ một thân rất dài nha mọi người, thân dài nè, nè lớn nha mọi người, ra hoa nè, cái thân thường những thân dài nè, đây là những bách hoa của nó nha mọi người, càng dài thì nó càng nhiều cái hoa nha mọi người, rồi combo 40. Phiếu hình này hình 100 nha mọi người, đó là hình cuối cùng ngày hôm nay. Rồi mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em, số điện thoại là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất với ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Nhận hàng thanh toán 30k ship là xong. Rồi một lần nữa thì Ma xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ kênh Ren trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi một lần nữa thì Ma xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng, hãy nhớ nhìn lan về trong mùa sưu tầm. Nhà Ma xin chân thành cảm ơn. Nhưng rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và em xin phép đi lần tiếp đến đây. Và hẹn mọi người những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Nhà rồi, em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Nhà rồi.